Xin chào tất cả các em học sinh, chúng ta sẽ cùng học tập làm văn lớp 4, tuần 29. Bài cấu tạo của bài văn miêu tả con vật. Trang 112 trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 2. Một, đọc bài sau. Con mèo hung. Phân đoạn bài văn trên. Nội dung chính của mỗi đoạn văn trên là gì? Chúng ta cần đọc kỹ để chia đoạn và xác định xem nội dung của mỗi đoạn là gì. Con mèo hung, meo meo, đấy, chú bạn mới của tôi lại đến chơi với tôi đấy. Chà, nó có bộ lông mới đẹp làm sao. Màu lông hung hung, có sắc vằn đo đỏ. Rất đúng với cái tên mà tôi đã đặt cho nó. Mèo hung có cái đầu tròn, trong, hai tai rong ròng dựng đứng rất thính nhạy. Đôi mắt mèo hung hiền lành, nhưng ban đêm đôi mắt ấy sáng lên giúp mèo nhìn rõ mọi vật. Bộ ria miếp vảnh lên có vẻ oai lắm. Bốn chân thì thon thon, bước đi một cách nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi dài trông thướt tha duyên dáng, mèo hung trông thật đáng yêu. Có một hôm tôi đang ngồi học, bỗng thấy nó rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến bên bồ thóc ngồi rình. A, con mèo này khôn thật. Chả là ngày thường chuột hay vào bồ ăn vụn thóc nên mèo mới rình đây. Bỗng nhiên nó trụm bốn chân lại, giặt giặt cái đuôi, lấy đà phốc một cái. Thế là một con chuột đã nằm gọn ngay trong vuốt của nó. Nhiều lúc tôi đang học đọc bài, chú ta đến dụi dụi vào tay, muốn tôi vuốt ve bộ lông mượt như nhung hoặc đùa với chú một tí. Con mèo của tôi là thế đấy. Hai là phân đoạn bài văn trên, có nghĩa là chúng ta chia đoạn ra bài văn này có mấy đoạn. Bài văn chúng ta chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu đến chỗ chơi với tôi. Đoạn 2 là đoạn còn lại đây, đúng không? Đến tận đây. Còn đoạn 3 là một câu cuối cùng. 3 đoạn. Đoạn 1 nó sẽ tương ứng với phần mở bài, đúng không? Đoạn 2 là phần thân bài và đoạn 3 là phần kết bài của bài văn miêu tả con vật. Phần nội dung chính của mỗi đoạn là gì? Đoạn đầu. Meo meo, đấy, chú bạn mới của tôi lại đến chơi với tôi đấy. Là dùng để giới thiệu về con vật định tả, đúng không? Đó là con mèo. Tiếp theo là phần thân bài. Là đoạn 2. Đoạn 2 chính là phần thân bài. Đấy. Thì miêu tả bộ lông, đúng không? Rồi vóc dáng, rồi mắt, đúng không? Chính là miêu tả cái hình dáng của con mèo bên ngoài và các cơ quan của nó, đúng không? Các bộ phận của nó. Và tiếp theo là những cái hoạt động của nó, đúng không? Là những hoạt động của nó. Hoạt động là rình chuột, đúng không? Hoạt động là gì? Là muốn dụi dụi vào tay, muốn vuốt ve. Đấy, đúng không? Đấy là các hoạt động của con mèo. Như vậy ở phần thân bài là cái phần đoạn 2 là chính là miêu tả vóc dáng, màu sắc, đúng không? Hình dáng, các bộ phận và cái hoạt động của con mèo. Phần cuối cùng là phần 3, đó là phần kết bài. Kết bài này thì nêu cảm nghĩ về con vật mà chúng ta định tả, đúng không? Đó là cảm nghĩ của người viết về con mèo. 4 là từ bài văn trên, nhận xét về cấu tạo của bài văn miêu tả con vật. Cái bài văn trên chính là bài văn về miêu tả con vật. Vậy một bài văn miêu tả con vật thì gồm có các phần, đó là 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở bài, là giới thiệu con vật sẽ miêu tả. Phần thứ hai là thân bài, đó là tả ngoại hình của con vật, tả những thói quen và hoạt động của con vật. Phần thứ ba là phần kết luận, chính là kết bài đấy, đúng không? Là nêu cảm nghĩ về con vật. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Phần hai lớn là phần luyện tập, lập dàn ý. Chi tiết tả một con vật nuôi trong nhà, ví dụ con gà, con chim, con chó, con lợn, con trâu, con bò. Đấy. Đó là những vật nuôi trong nhà.
Nếu là ở đây là lập dàn ý chi tiết nhá, dàn ý chi tiết để tả một con vật nuôi. Thứ nhất là dàn bài chi tiết, ví dụ ở đây chúng ta cùng tham khảo. Dàn bài chi tiết cho bài tả con gà. Thứ nhất là phần mở bài. Nhà em có nuôi nhiều con gà, là chúng ta sẽ giới thiệu đúng không? Về con vật định tả là nhà em có nuôi nhiều con gà. Em thích nhất là chú gà trống thiến. Tiếp theo là phần thân bài. Phần thân bài thì tiếp theo là nói về hình dáng, rồi đó hoạt động tính nết của nó. Hình dáng, gà được nuôi 4 tháng tuổi, nặng gần 3 kg. Bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ. Mình gà to bằng bắp đùi người lớn. Hai cánh to, lông cánh dài, màu cánh rán. Nêu các bộ phận, màu sắc các bộ phận như thế nào? Đến đuôi, đuôi dài, cong và có nhiều màu lông xen kẽ nhau. Cổ gà to bằng bắp tay của em. Lông cổ màu vàng óng. Màu gà đỏ chót. Luôn lắc lư, đôi mắt như hai hạt tiêu. Mỏ khoằm nhọn và cứng. Đôi chân vàng óng. Có cựa chìa ra, móng chân nhọn và sắc. Tiếp theo là đến hoạt động tính nết. Gáy đúng giờ. Gáy, tiếng gáy vang dài. Vỗ cánh và dướn cao cổ khi gáy. Có mồi thì tục tục kêu gà mái đến. Và dũng cảm chống chọi với đối thủ. Tiếp theo là phần kết bài. Phần kết bài nêu lợi ích của con vật, đúng không? Gà trống rất có ích cho gia đình em. Tiếng gáy của chú như tiếng gọi. Em dậy sớm học, gọi mọi người chuẩn bị cho ngày mới. Em rất yêu chú gà. Em không quên chăm sóc chú để chú mãi là con vật nuôi có ích. Như vậy phần kết bài chúng ta sẽ nêu cái ích lợi của con gà, đúng không? Rồi nêu những tình cảm của chúng ta đối với con vật, đúng không? Và cách chăm sóc của nó như thế nào?